Hôm nay em xin phép giới thiệu cái lô 7 sợi dây này. Cái này là hàng hàng bãi nha anh chị mình nha, hàng Nhật bãi. Đây, thì nói chung cái đầu của nó thì ok hết rồi. Tuy là hàng cũ, hàng bãi, hàng cũ. Cái dây nó thì cũng tạm ổn. Đây, ví dụ như dây này. Đây, Kha Vương quay chi tiết từng dây một. Nói chung là hàng này thì mình gọi là hàng Sikahen. Nó thẳng như vậy đi. Riêng cái sợi dây này là nguyên si cành đào nè. Đó là một sợi này, là Kha Vương thấy sao Kha Vương nói vậy. Cái này là gì mình xài được luôn. Không cần phải chỉnh sửa gì hết. Cái này thì nó có một phần lỗi làm chỗ này, là sợi này. Nhưng lỗi làm này mình cắt làm sao. Cái sợi dây này thì Kha Vương quan sát thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Và cái đầu nó cũng như vậy thì mình về mình xài được luôn. Cái sợi này á thì mình về mình xài được luôn. Đây. Còn cái sợi này. Đây Kha Vương quan sát kỹ rồi Kha Vương báo luôn. Kha Vương thấy vẫn ok, không có gì hết, vẫn xài được luôn. Cái sợi này, hai sợi này thì nó riêng cái sợi này thì nó cũng hơi cũ xíu. Nhưng cái đầu mà móc thì của nó thì quá tuyệt vời. Anh chị em mua về lấy cái này không ok. Đó, còn cái sợi này thì nó bị bong da. Nhưng cái đầu nịt nó vẫn còn ok. Đầu nịt nó hiệu. Thì 7 cái sợi dây nịt này Kha Vương bán chỉ có giá là 200.000 đồng và cộng tiền cước. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ để lại bình luận, địa chỉ xuống thần rồi nhận Kha Vương sẽ gửi hàng. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Kha Vương chỉ mong một điều là Kha Vương tin rằng những anh chị em mà mua dây nịt này là những người biết chơi và biết sưu tầm. Bởi vì trong đây có những cái nịt màu lính. Thì thường những cái nịt màu lính như thế này là trên thị trường người ta bán có giá là từ 100 đến 200 ngàn một cái. 225 cái, còn Kha Vương lúc trước là Kha Vương bán lẻ là 100 ngàn cái. Thì bây giờ Kha Vương bán nguyên lô như thế này là giá chỉ có 200 ngàn. Cộng tiền cước, Kha Vương không bán lẻ từng sợi. Vì vậy anh chị em không cần phải hỏi. Anh chị em là muốn mua, có nhu cầu mua thì cứ liên hệ. Kha Vương cảm ơn. Và anh chị em xem được cái clip này thì nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cũng như là giới thiệu với bạn bè biết về kênh YouTube của Kha Vương. Đồ xưa đồ cổ Kha Vương, kênh YouTube đồ xưa đồ cổ Kha Vương. Kha Vương cảm ơn nhiều. Kha Vương chúc anh chị em một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc và thành công trong công việc. Kha Vương cảm ơn. Bên cạnh đó nó hẹn thẳng với anh chị em là Kha Vương còn rất là nhiều để lâu quá. Rồi kiểu để trong thùng xốp đó. Rồi mấy thùng xốp này bung ra nên Kha Vương bán theo lô từ từ. Kha Vương cảm ơn nhiều.